Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên kênh Tâm Thức Việt TTV hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 Tết năm nhâm dần. Mở đầu là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Cán bộ tuổi hổ Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, giáp dần. Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan vừa bị bắt tạm giam hôm 28 tháng 1 năm 2022 với tội danh nhận hối lộ Bà Lan bị cho là có hành vi trục lợi cá nhân trong việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Hồi tháng 3 năm ngoái, bà Lan lúc đó đang là phó cục trưởng phụ trách cục lãnh sự được bộ bổ nhiệm làm quyền cục trưởng cục lãnh sự. Đến 4 tháng sau, bà được bổ nhiệm chính thức làm cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao. Năm nhâm dần 2022 sẽ là năm đầu tiên bà này đón một cái Tết nguyên đáng trong trại tạm giam để chờ ngày ra tòa. Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962, nhâm dần. Ông Nguyễn Xuân Sơn là cựu tổng giám đốc công ty tài chính dầu khí, cựu tổng giám đốc ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần đại dương Ocean Bank và cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam. Trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Ocean Bank, được xét xử vào tháng 9 năm 2017, Nguyễn Xuân Sơn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hình phạt tử hình với cáo buộc tham ô tài sản hơn 70 tỷ đồng. Vụ ông Sơn bị bắt, thu hút nhiều quan tâm của báo giới. Nhất là chỉ một thời gian ngắn trước khi bị bắt, ông Sơn vẫn có mặt trong chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về việc thi hành án đối với ông Sơn. Lê Thanh Hải sinh năm 1950, canh dần. Ông Lê Thanh Hải bí danh là Hai Nhật, từng giữ chức bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và đại biểu Quốc hội khóa 13. Hồi tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của thành ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Vụ bê bối chúng bay giải cứu, bốn quan chức Bộ Ngoại giao bị bắt và dân hạ hê là bản tin tiếp nối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 1, tức 29 Tết, biểu dương lực lượng công an về việc phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án trong đó có 4 quan chức Bộ Ngoại giao bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là các chuyến bay giải cứu. Trên mạng xã hội, nhiều người dân lên án các quan chức lợi dụng dịch bệnh để móc túi, hút máu dân, đồng thời bày tỏ rằng họ thấy hạ hê khi các quan chức bị bắt. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 31 tháng 1 viết rằng, bên cạnh lời biểu dương công an, Thủ tướng Chính cũng yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này bảo đảm nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật. Những phát biểu kể trên do Thủ tướng Việt Nam đưa ra khi ông thăm và chúc Tết công an Hà Nội theo trang thông tin Chính phủ. Trước đó, vụ bê bối nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu được khui ra vào hôm 27 tháng 1 khi Cổng Thông tin của Chính phủ và Báo chí Nhà nước Việt Nam loan tin Bộ Ngoại giao đình chỉ công tác 4 cán bộ và Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam 4 người đó. Họ gồm nữ cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi. Ngoài ra là một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này. Bốn người này bị nhà chức trách cáo buộc nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Các bài tường thuật dẫn lời Bộ Ngoại giao nói rằng bộ và các nhà chức trách liên quan đang xử lý vụ bê bối này với tinh thần vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, không dung túng, bất kể người đó là ai. Kể từ khi tình hình đại dịch COVID-19 trở nên căng thẳng ở Việt Nam và trên thế giới, dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020, đài VOA đã nhiều lần đưa tin về tình trạng các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng đằng sau đó. Một số nhân chứng hiện chưa sẵn sàng công bố đầy đủ danh tính, gồm chị Nguyễn H. cư trú ở bang Virginia, anh Nguyễn M và chị Trần L ở bang Maryland, chị Trần H ở California và hai cháu du học sinh ở Hà Nội mới đây xác nhận với đài VOA rằng họ phải cầu cạnh, xin xỏ và bỏ ra số tiền từ 82 triệu đồng đến gần 120 triệu đồng mới có thể bay từ Mỹ về Việt Nam hồi cuối năm 2020 và trong năm 2021. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về bốn quan chức cục lãnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của đài VOA, trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức dàn xếp các chuyến bay ít nhất là 1.000 đô la, thì tổng số tiền hối lộ lên đến 200 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng 4.600 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần số tiền hối lộ được chia chác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Một vụ việc cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khốn khổ. Các nhân chứng về việc phải trả tiền với cái mức giá trên trời để có thể bay từ Mỹ về Việt Nam nói với đài VOA rằng họ đã phải xin xỏ rất nhục nhã qua các mối quan hệ cả ở cơ quan đại diện ngoại giao ở Mỹ lẫn qua một số cơ quan ở Việt Nam và mỗi khi nghĩ lại họ vẫn giận sôi người tức phát điên. Nút bóng hoạt động nhân đạo để trục lợi từ đại dịch là việc làm rất khốn nạn, anh Nguyễn M ở Maryland nói với VOA. Vẫn các nhân chứng, họ nói họ thấy hả hê, hả dạ khi đọc tin bốn quan chức Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam bị bắt và bị điều tra. Đây cũng là lời bình luận được hàng ngàn người đưa ra trên mạng xã hội về vụ bê bối này, theo quan sát của VOA. Bài đăng về vụ này của các Facebooker có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như Phương Ngô, Lê Hoài Anh, Đào Tuấn nhận được hàng ngàn ý kiến và được hàng trăm người lan truyền tiếp qua chức năng share. Đa số các ý kiến đều lên án những quan chức liên quan đến chuyến bay giải cứu là những kẻ tán tận lương tâm, hút máu đồng bào không biết tanh hay là loài ký sinh trùng đáng ghê tởm hơn cả Covid tham lam, độc ác. Trong số hàng ngàn người tham gia bình luận về vụ việc, không ít người đưa ra bằng chứng họ đã phải trả tiền cao gấp nhiều lần bình thường để được lọt vào chuyến bay giải cứu đi từ châu Âu, từ Nhật để về Việt Nam trong gần 2 năm qua. Các nhân chứng và dư luận đưa ra đề nghị rằng nhà chức trách Việt Nam cần xử án nặng đối với các quan chức bị xác định phạm tội ăn hối lộ, đồng thời phải mở rộng điều tra để đưa những kẻ phạm tội khác ra trước pháp luật, vì dư luận cho rằng bốn quan chức vừa bị bắt không phải là những kẻ duy nhất gây ra vụ bê bối vừa bị phanh phùi. VOA cố gắng liên lạc với một số cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam để nghe ý kiến phản hồi từ phía họ, nhưng không kết nối được.